hối lộ cán bộ xuống điều tra hộ nghèo. Thôi thật xong, cán bộ chẳng nói năm nay nhà mình thất nghèo rồi sao không? Cái gì? Hồn đế tao có biết gì đâu mà. Mà nếu mà mình thất nghèo ấy, thì mình sẽ không được nhà ơi, anh ơi, cho tiền điện này, rồi vay vốn ngân hàng với lãi suất cao và các cái chế độ chính sách khác nữa phải không bà? Đúng rồi ông ạ. À, vì năm nay hiện nay gia đình nhà mình đã có đầy đủ các tiện nghi trong gia đình. Như vậy là nhờ thảo bó nhà mình năm nay nó đi làm thuê ở tập đoàn than khoáng sản Quảng Ninh. Như vậy là vợ thảo bó cũng chăm chỉ đi làm thuê ở ngoài tỉnh. Nên hiện nay gia đình nhà mình đã có đầy đủ các tiện nghi rồi đấy ông ạ. Bà thì biết cái gì? Đó phải đi đòi cho bà được. Tất cả là tại ông trưởng thôn với ông mấy ông cán bộ kia nên nhà tao mới thoát nghèo. Thôi thôi, ông nhiều nhà ông dính thằng xóm bên kia kìa. Nhà người ta nghèo hơn nhà mình. Nhà người ta thương nghèo được mấy năm nay rồi. Người ta có ý kiến gì đâu. Bà thì biết cái gì? Tao phải đi hỏi cho mà được. Trời ơi, cứ là những kiểu như ông ấy. Kiểu gì cũng bị mấy ông cán bộ xã trừ cho ông một trận. Ôi trời ơi, sao mà điên thế chứ lại? Chẳng nghe tao lại sai à? Đúng là ở cái bản này muốn nghèo cũng khó đấy. Đấy, ông lại về rồi à? Đừng có hỏi đấy, tao đã điên rồi này. Ông Chứ ơi, ông Chứ, ông có ở nhà không đấy? Ai đây? Vào đi, nhà không có chó đâu mà. Chào ông Chứ. Chào bác Chứ ạ. Ôi, ông trưởng thôn và cán bộ à. Thế mà tao tưởng ông say rượu nào gọi tao. Ôi, ông mới vào. Các cháu ngồi. Hôm nay thấy nhà ông khang trang thế, đầy đủ các tiện nghi trong gia đình. Tất cả là thằng phó nó đi làm ở tập đoàn than Quảng Ninh đấy. Chứ nhà nước có hỗ trợ được cái gì cho ta đâu. Mời cán bộ uống nước, cháu uống nước. Mời ông Chứ uống nước. Ông trưởng thôn và mấy ông cán bộ đây ra nhà tao có việc gì đấy? Chẳng có gì không? Thưa ông, thời gian qua thôn nhận được phản ánh của ông về các ý kiến về của ông về bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian vừa qua thì thôn chúng tôi cũng đã nhiều lần xuống giải thích cho ông nhưng mà ông không nghe. Hôm nay ban chỉ đạo giảm nghèo của xã xuống giải thích các ý kiến thắc mắc của ông đấy. Tao không bao giờ nghe đâu, vì xưa nay tao có muốn thoát nghèo đâu. Thuốc nghèo là không được hưởng các cái chế độ chính sách rồi. Tao không muốn thuốc nghèo. Ấy, ông cứ bình tĩnh. Ông để tôi giới thiệu cho ông. Đây là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã. Và đây là đồng chí Công chức Lao động Thương binh xã. Còn đây là đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Đây là các đồng chí đại diện trong ban chỉ đạo giảm nghèo của xã xuống giải thích các ý kiến thắc mắc của ông. Tại sao mà năm nay ông thoát nghèo đấy, ông ạ. Bác Chứ ạ, vừa rồi Ủy ban Nhân dân xã đã nhận được báo cáo của đồng chí trưởng thôn về tổng rà soát hộ nghèo năm 2022, áp dụng năm 2023 rồi đấy ạ. Thôi 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 thôi, không phải giải thích nhiều là gì. Làm gì thì làm, tao phải nằm trong hộ nghèo ấy đó. Bác Chứ, bác cứ bình tĩnh để chúng cháu phân tích cho bác hiểu. Bình tĩnh định như thế nào được? Từ trước đến giờ tao vẫn được hưởng các cái chế độ chính sách. Được hơn một năm nay, tao không được nhà nước cho tiền điện này. Rồi các đoàn từ thiện ở dưới kia lên từ thiện hỗ trợ rất nhiều quà cho bà con ở trung thôn này. Nhưng mà tao có được cái gì đâu. Thế mà cậu bảo tao bình tĩnh hả? Bác Chứ à, bác bình tĩnh đã. Ủy ban Nhân dân xã đã nhận được phản ánh của bác qua báo cáo của đồng chí trưởng thôn. Hôm nay chúng cháu vào đây để phân tích cho bác hiểu. Còn sau khi nhận được phản ánh của bác
thì Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành kiểm tra quy trình các bước điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 là đúng rồi bác ạ. Nhà mình có em bó đi làm tại tập đoàn than khoáng sản Quảng Ninh. Vừa rồi về nghỉ Tết, cấp ủy chính quyền đã tổ chức gặp mặt người lao động đi lao động ngoài tỉnh trở về. Em bó có mức thu nhập từ 18 đến 22 triệu đồng và vợ em bó cũng đi làm công ty có thu nhập ổn định. Với nhà bác cũng đã mua sắm đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như tivi, tủ lạnh, máy giặt và nhiều đồ dùng khác nữa. Với lại trước đây bác được ngân hàng chính sách xã hội vay ưu đãi 50 triệu đồng trong vòng 60 tháng với lãi suất thấp. Bác mua được 2 con bò cái, hiện nay đàn bò mình đã có 6 con rồi. Và trong năm 2022, gia đình mình được thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bác mua được 5 con lợn cái sinh sản, mỗi con đẻ được 2 lứa. Hiện nay, số lợn thịt trong chuồng nhà bác là trên 10 con và số lợn sữa cũng trên 20 con. Như vậy, nhà mình thoát nghèo là đúng rồi đấy bác ạ. Đúng đấy ông chứ ạ. Ông xem, nhà ông còn giới cả nhà tôi, đầy đủ các tiện nghi trong gia đình. Với lại tôi nói ông nhé, các bước giả soát hộ nghèo, các chương trình dự án thì cũng được thôn chúng tôi triển khai cho bà con nhân dân hết. Mà một khi đi họp thôn, có thể ông họp thôn tham gia họp thôn bao giờ đâu. Đấy, tao nói có nghe chưa? Thế à, thế mà tao cứ nghĩ nhà tao vẫn muốn nghèo. Vì từ trước đến nay, nhà tao vẫn nằm trong hộ nghèo, vẫn được hưởng các cái chế độ chính sách. Thế nên tao cứ nghĩ không phải thoát nghèo cũng được không ạ? Không phải đâu bác ạ. Theo chỉ tiêu kế hoạch giao của huyện, xã ta mỗi năm giảm từ 5 đến 6% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức triển khai hội nghị và mời các thôn đến để giao chỉ tiêu. Các thôn cũng đã đăng ký cho các hộ gia đình thoát nghèo rồi đấy bác ạ. Đấy, ông thì chỉ suốt ngày lo cho đà bò đà lợn của ông thôi. Ông có đi họ thôn bao giờ đâu mà ông biết. Ông thì chỉ suốt ngày lo cho cái đàn lợn của ông. Ông nghe thấy chưa? Ôi giời ơi, tao chỉ nghe ông trưởng thôn nói trên cái loa kia chứ tao có đi họ thôn đâu bao giờ đâu mà tao biết. Mà cán bộ này, nhà tao được thức nghèo như vậy. Với lại cán bộ vẫn nói là tao được thực hiện cái chương trình gì ấy nhỉ? Cái mà bỏ 5 con lợn này sinh sản đấy. Dạ thưa bác, đấy là ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Gia đình bác được thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo mà thôn ta thực hiện mô hình nuôi lợn nái sinh sản đấy bác ạ. Ôi thế à? Thế cán bộ cho tao hỏi nhé, nhà tao có nhiều lợn, nhiều bò như vậy, có được xã khen thưởng gì không? Dạ có đấy bác ạ. Cháu sẽ đề nghị cấp trên xét tặng giấy khen cho gia đình bác. Ôi, thế thì vui quá. Cảm ơn cán bộ đã cho tao hiểu là tao sẽ cố gắng phấn đấu để thoát nghèo. Rồi, cảm ơn ông Chứ. Cảm ơn Chứ đã gửi ra vấn đề để thôn ta nhiều hộ thoát nghèo để chúng tham gia tới. Trong năm tới, thôn ta sẽ tiến tới xây dựng nông thôn mới. Chúng cháu cảm ơn bác vì qua phân tích bác đã hiểu. Cháu mong rằng trong thời gian tới bác sẽ cùng với thôn tiếp tục vận động các hộ nghèo khác để thoát nghèo, để tiến tới sang năm thôn mình nhận nông thôn mới. Vâng, xin cảm ơn cán bộ. Rồi, chúng cháu xin phép về. Thôi, cũng xin phép làm chén rượu đó. Thôi, bảo Thư cũng xin phép. Bảo Thư, thế thì ông Việt, chào các cháu nhé. Về đi. Chúng ta cùng chung sức giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.